Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tướng Live sẽ gửi tới các bạn ván cờ tâm điểm của vòng 13 giải cờ tướng giao cấp tiền tái năm 2013 giữa hai cao thủ Kỳ Vương Trung Quốc. Trong ván cờ đầu tiên, bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lấy khách Vương thứ nhất, người cầm bên đen là danh thủ Tường Xuyên.将军。 吃。 吃。 吃。
吃。吃。吃。吃。将军。吃。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Từ hình cờ trên thì đôi bên đồng ý hoa cờ đổi sang đánh cờ chớp. Đây là ván cờ mà Tưởng Xuyên anh sẽ cầm bên đỏ đi tiên và Vương anh cầm bên đen. Kính mời các bạn đón xem. Chứ Chứ Chứ吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃
吃 吃 吃 吃 将军 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 吃 吃 tới hình cờ trên thì đôi bên tiếp tục đồng ý hòa cờ và sẽ chuyển sang đánh thể thức cờ trước sinh tử. Bởi các bạn thấy ngay đánh tiếp bên đỏ chỉ cần tung mã qua bắt đôi ngay hình cờ là cân bằng. Trong ván cờ trước sinh tử thì bên đỏ đi tiên là danh thủ Tử Xuyên bắt được quả trứng hoa đen của vương, nếu hoa là bên đỏ thua. Kính mời các bạn đón xem. Thank you.
吃 吃 吃 吃 将军 吃 将军 吃 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 将军将军将军吃吃Từ hình cờ trên sau phần cờ cho binh 7-1 đến từ bên đen của vương thì bên đỏ đã phải đồng ý hòa cờ khi một xe không thể nào thắng được bên đen trong bối cảnh đó. Như vậy là với kết quả trên thì danh thủ thường xuyên cầm bên đỏ đi tiên đã bị xử thua trong ván đấu trên. Như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên ván cờ tâm điểm của vòng 13 giải cờ tướng giấc cấp hiện tại năm 2023. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.